xin lời số 9 ăn ngọt kim loại. Chuyên đề số 9 ăn ngọt kim loại, đây là chuyên đề lý thuyết rất hay thi và rất hay sai. Thế bây giờ chúng ta phải hiểu là tại sao ăn ngọt kim loại, ăn ngọt kim loại nó sẽ là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề cơ học, vấn đề phá sắc thì những kim loại mình ăn ngọt được chưa, thì mình cũng xét đây, đây là vật lý. Thứ hai là ăn ngọt phải tác nhân hóa học, được chưa? Thì cái lực ma sát ấy, ăn ngọt bị lực ma sát thì nó sẽ chậm hơn so ăn ngọt tác nhân hóa học, được chưa? Thế giờ mình có thể nhìn xem là các kim loại chúng ta về mặt bản chất kim loại của chúng ta là tồn tại ở trong điều kiện thường, đúng không? Dưới trạng thái nguyên tử, đúng không? Thì nguyên tử kim loại này tồn tại ở bên trong những gì? Tồn tại ở bên trong mạng tinh thể, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà nó luôn luôn có xu hướng là nhường đi Ne để tạo thành M dương vật. Hay nói cách khác là kim loại thì luôn luôn có tính gì đấy? Khử phát. Và tính khử này thì tương nó ưa thích bị gì? Oxy hóa. Đấy chưa? Vậy là ăn mòn kim loại ở đây có một đáp án đúng không? Là quá trình oxy hóa kim loại bởi các tác nhân từ môi trường. Chịu bởi tác nhân từ môi trường. Được chưa? Thế thì chịu bởi tác nhân từ môi trường thì nó có hai kiểu. Chúng ta nhìn thấy là kim loại chúng ta phải có thằng cho e đi, có nghĩa phải có thằng hút e của nó. Được chưa? Bởi vì là có thằng hút e của nó nên nó sẽ chia thành hai kiểu. Kiểu thứ nhất là electron thì nhường trực tiếp cho môi trường, nhường trực tiếp cho môi trường thì đây chính là ăn mòn hóa học. Ăn mòn hóa học. Còn kiểu thứ hai là electron nhường thì được truyền qua môi trường thì đây được gọi là ăn mòn điện hóa học. Ăn mòn điện hóa học. Đấy chưa? Là chúng ta học có hai loại nhé. Một loại là ăn mòn hóa học, một loại là ăn mòn điện hóa học. Hay còn điện hóa viết tắt là điện hóa. Thì cái hay khi là cái ăn mòn điện hóa. Bây giờ mình đi xét vào sâu hơn. Một nhỏ ăn mòn hóa học. Một nhỏ ăn mòn hóa học. Một nhỏ ăn mòn hóa học. Ăn mòn hóa học là định nghĩa này. Là quá trình oxy hóa kim loại mà electron được truyền trực tiếp, được nhường trực tiếp vào môi trường. Và điều này thì tương đương với là quá trình oxy hóa kim loại mà electron được nhường trực tiếp vào môi trường. Thì điều này tương đương với lại là môi trường có tính oxy hóa mạnh. Môi trường có tính oxy hóa mạnh. Ví dụ cái nơi là môi trường có tính oxy hóa mạnh. Ví dụ như là thanh sắt mà nhúng vào dung dịch HCl thì đúng là môi trường có tính oxy hóa mạnh chưa? Sắt sẽ tác dụng HCl, vậy là sắt bị ăn mòn đúng chưa? Và ăn mòn nhanh hơn cả là sắt cọ ngoài đường đúng không? Tiếp theo là sắt đốt nóng ở bên trong bình đựng clo có đúng đây là bây giờ là sắt tác dụng cái clo không? Có đúng là vẫn ăn mòn nhanh không? Đây là ăn mòn hóa học, vân vân. Có nghĩa là đây thằng này là kim loại đấy,
trong môi trường chất có tính hút xóa mạnh đấy, đúng chưa? Và electron của kim loại truyền trực tiếp vào các môi trường đấy, nên nó được gọi là hóa học nhá. Ai nhỏ ăn mòn điện hóa học. Ăn mòn điện hóa học. Ăn mòn điện hóa học thì sao? Có cái gì sinh ra đây? Dòng điện. Được chưa? Mình có thí nghiệm xong. Mình có thí nghiệm xong rồi mình nhận thức cái ăn mòn điện hóa học. Có thí nghiệm. Một cái cốc có phạt. Cốc này được đầy dung dịch. Để cho cái dung dịch này cho dễ. Dung dịch này là dung dịch HCl. Đầu tiên thì đúng thanh kẽm. Đầu đúng thanh kẽm. Khi thầy đúng thanh kẽm vào dung dịch này thì thầy thấy hiện tượng gì xảy ra? Kẽm có tác dụng HCl không? Có. Hiện tượng xảy ra là thanh kẽm tan dần, sủi bọt khí. Nhưng bỏ khí hiện tượng nó lại dần dần chậm dần lại. Lý do? Do dưới tác dụng sức căng bề mặt của nước. Mình nhớ, ở trên bề mặt thanh kẽm, đúng không? Thì trên bề mặt thanh kẽm này, trên bề mặt thanh kẽm có phải kẽm của chúng ta là luôn luôn có xu hướng là nhường em? Đúng không? Chính vì vậy nên là luôn luôn bên trong phần kẽm này luôn có electron tự do. Electron tự do trong phần kẽm chạy loang quang, đúng không? Va đập vào và nó va đập vào H cộng ở ngay bề mặt trên thanh kẽm. Được chưa? Vậy ở ngay trên bề mặt thanh kẽm này nó xảy ra là cái vấn đề là H cộng nhận 2 em để tạo thành H2. Vậy là có khí mà H2 ở ngay trên bề mặt thanh kẽm. Chúng ta bình thường mùa đông em nhúng tay thùng vào xuống nước thì em nhìn nhận trên bề mặt tay chúng ta sẽ có một vài cái bọt nước đi đi, đúng chưa? Đấy là do tác động sức tăng bề mặt. Vậy ở đây cũng vậy, khi mà trong này H cộng tạo thành H2 thì sẽ có rất nhiều cái bong bóng H2 bám trên bề mặt kẽm, đúng chưa? Và cái bong bóng này hình thành nó ngăn cách cái việc mà electron vào bên trong là kẽm tiếp xúc với H cộng để sinh ra hydron nữa, nên là phản ứng này rất chậm. Chậm. Hiểu chưa? Thế bây giờ từ bắt đầu này, em dự đoán điều gì xảy ra? Chẳng hiện tượng gì chính xác, đâu có tác dụng HCl. Chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Được chưa? Không có hiện tượng gì xảy ra. Nhúng thanh đồng không hiện tượng. Nhưng nối cái dây vào đây thì lúc này thầy lại thấy có một khí xuất hiện trên bề mặt thanh đồng. Đây mình hay đồng có tác dụng HCl không? Là bản chất. Thế tại sao lại có khí xuất hiện trên bề mặt thanh đồng? Thế bây giờ mình mới đi xét để sâu hơn. Bây giờ em so sánh cho thầy là cái tính chủ kẽm là đồng nào mạnh hơn ạ? Thằng kẽm mạnh hơn tinh cầu đúng không? Thế bây giờ tính khử mạnh hơn có nghĩa là thằng kẽm dễ nhường em hơn. Thằng kẽm dễ nhường em hơn có nghĩa là mật độ electron tự do bên trong thằng kẽm phải làm sao? Nhiều hơn mật độ electron tự do bên trong thằng đồng. Được chưa? Đúng không? Bởi vì tính khử mạnh hơn nhường em dễ hơn. Nhường em dễ hơn thì nó sẽ có nhiều electron ở bên trong, nó hơn. Được chưa? Ban đầu thì không có cái dây dẫn này thì em nó cứ nằm xuống đây, em cứ nằm xuống đây. E này không thể chạy ra bên ngoài được vì là bị vàng hydro này ngăn cách rồi. Cũng chưa thì thằng này không có khí. Nhưng mà được nối cái dây này vào thì môi trường thì tạo được một cái cầu. Đúng không? Cái cầu để mà cho electron từ kẽm chạy sang đồng. Đúng chưa? Và thoải mái ở mé này có thể tiếp xúc được electron.
thấy chưa? Vậy là trên cái bề mặt thanh đồng nối dây dẫn thì trên bề mặt thanh đồng thì xảy ra phản ứng là 2H cộng ăn 2E để tạo thành à. Được chưa? Chỗ này chỗ rất là khó hiểu đấy. Mà giải như vậy để chúng ta hiểu kỹ. Thế giờ thế này, mình hiểu sâu tí nữa. Thế vậy bây giờ nó kín rồi. Thế bây giờ là nó có dòng điện, bởi vì chúng ta tự định nghĩa là dòng điện là dòng chuyển rời các điện tích có hướng. Đây, thằng này chạy sang đây, đúng chưa? Vậy là dòng điện rồi. Bây giờ phân tích cho chúng ta hiểu. Vậy bên nào chứa mật độ E nhiều hơn? Kẽm hay đồng? Kẽm chứa mật độ E nhiều hơn. Mật độ E nhiều hơn thì điện tích âm nhiều hơn hay ít hơn? À, điện tích âm nhiều hơn nên nó âm hơn hay dương hơn? À, âm hơn, vậy nó sẽ phản điện cực âm. Được chưa? Chứa điện tích âm nhiều hơn nên nó âm hơn thì là được âm. Được chưa? Còn thằng này làm sao? Ít electron hơn nên nó dương hơn thằng còn lại, nên được gọi là điện cực dương. Thầy đây, cái này cho thầy đọc mãi thì mới hiểu. Chứ không phải là điện tích dương, chứ không phải là điện cực dương, là nó phải bắt buộc nó để chứa là điện cực dương. Không phải là chứa dương hơn, là nó không phải là chứa toàn ca chứa dương. Đấy chưa? Hiệu điện thế là bằng điện cực bên này trừ điện cực bên này, chênh lệch nhau là ra được. Hiểu được thế? Được chưa? Vậy thì thằng này âm hơn thì nó phải là âm, thằng này dương hơn thì nó là dương. Mặc dù nhá, mình nhìn là thằng này vẫn là chứ điện tích âm. Được chưa? Thì nó dương hơn. Được chưa? Việt Nam người ta số đều luôn. Nhưng mà có điều là thằng này nó cao hơn thằng kia thôi. Nó so phương Tây thì vẫn luôn hết. Hiểu chưa? Đấy, thì chỗ này chúng ta hiểu. Vậy thì từ đây mình suy ra được cái nó cao cấp hơn là gì? Hai kim loại, hai điện cực gồm hai kim loại nối với nhau. Đúng chưa? Kim loại nào có tính khử mạnh hơn? Kim loại nào có tính khử mạnh hơn thì kim loại đó đóng vai trò là gì? Cực âm. Còn kim loại còn lại đóng vai trò là cực dương. Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Thế chính vì vậy nên người ta lợi dụng cái phản ứng này trong phòng thí nghiệm thì điều chế hydro. Điều chế hydro trong phòng thí nghiệm thì sử dụng cách là cho kẽm tác dụng với H cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng với H2. Và kẽm phát ra rất chậm do bị bám hydro ở bên ngoài. Được chưa? Và để cho hydro thoát ra nhiều hơn, điều chế là muốn nó thoát nhanh rất nhiều, thì ta phải nhỏ thêm vài giọt dung dịch COS4 vào thì nó lại thoát nhanh. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Giải thích kỹ cho hiểu tại sao lại xảy ra điều đấy. Tại sao? Cứ nghĩ rằng tại sao xảy ra điều đấy. Tại sao đồng có thằng hydro vào thì nó lại thoát ít hơn này? Sao nhỏ thằng siêu vết 4 vào lại thoát nhanh hơn? Cho thầy lý do. Hãy cho thầy một lý do. Tại sao thằng hydro hơn? Bạn đầu tiên chưa nhỏ đồng vào thì là mình có alpha xảy ra là H cộng cộng với lại kẽm để tạo thành ZN2 cộng cộng H2, đúng không? Khi nhỏ đồng vào thì ưu tiên là làm trước đồng 2 cộng đốt kẽm để tạo thành kẽm 2 cộng cộng đồng, đúng chưa? Và bởi vì nó đốt như vậy nên dẫn đến một điều là gì? Đây, phản ứng xảy ra kẽm đốt đồng 2 cộng trước để tạo thành kẽm 2 cộng cộng với đồng. Và ngay lập tức lúc này thằng đồng bám vào trên bề mặt thanh kẽm để tạo thành hai điện cực cực, một điện cực kẽm, một điện đồng. Hai kim loại khác nhau là bản chất. Thằng đồng bám vào trên bề mặt thằng kẽm, thế là tiếp xúc trực tiếp với nhau. Được chưa? Vậy bây giờ thằng này là tích khử mạnh hơn, thằng này tích khử yếu hơn, nên thằng này đóng vai trò điện cực âm, thằng này đóng vai trò điện cực dương. Mình đã có một mạch khép kín.
Vậy là em đồng liên tục chuyển từ thằng kẽm sang thằng động. Được chưa? Tăng diện tích tiếp xúc bề mặt với hạt động nên thoát ra nhanh hơn. Đấy là còn chưa kể đến một kết nữa là thằng kẽm ban đầu là thanh thì nó mịn, đúng chưa? Bây giờ kẽm tác dụng với đồng rồi thì đồng bám vào trên bề mặt kẽm tạo thành độ xù xì. Lúc nó xù xì hơn không? Thì xù xì hơn thì làm giảm cái, làm vừa tăng diện tích tiếp xúc bề mặt nhưng lại làm giảm cái độ trơn bóng của bề mặt đi, nên dẫn đến là sức căng bề mặt giảm đi, sức căng bề mặt giảm đi dẫn đến thoát ra nhiều hơn. Em mới thấy thằng nào nhám nhám thì nó sẽ làm sao thoát khí nhiều hơn so với những cái thằng nào phẳng bì, đúng không? Đó. Thì đấy là cơ chế của doanh nghiệp là về an toàn bề mặt. Thế thì từ đấy thì chúng ta có một cái đây là vừa nãy thầy nói này, kim loại tinh cử mạnh hơn thì nó vai trò là anốt, kim từ loại tinh cử mà yếu hơn cũng chưa thì đó vai trò là cathode cực âm là cực anốt, cực dương là cực cathode mới trong ăn mòn được không? Và từ đây thì chúng ta có một cái quy tắc như sau. Anh ơi chơi không thuộc đấy, anh ơi chơi không, anốt là nơi luôn xảy ra quá trình oxy hóa, cathode là nơi luôn xảy ra quá trình sôi, nhớ chưa? Anh ơi chơi không, anốt quá trình oxy hóa, cathode quá trình, được chưa? Nhớ nhá, không được quên đâu nhá. Linh nhớ chưa? Không, Linh vừa nãy cười không hiểu nhớ được. Có gì mà đáng cười? Chả bây giờ thay bằng là anh ơi đi đu đưa không, đúng không? Bây giờ anh ơi chơi không là bị đó. Tiếp à, các điều kiện để xảy ra một phát, điều kiện để xảy ra bốn năm đã nhỉ? Bốn là không? Một cái bia, hai là một hóa học, ba là một điện hóa, rồi sau bốn cái được thì sao còn một hai nhỏ? Không ai nhỏ. Thế còn hai là điều kiện để đáp ứng được không? Thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau. Thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, hai điện cực khác nhau về bản chất. Hai điện cực khác nhau về bản chất. Hai điện cực khác nhau về bản chất. Kim loại với kim loại hoặc kim loại với phi kim. Kim loại với kim loại như các anh làm sắt với đồng hoặc sắt với kẽm hoặc đồng với kẽm, đúng chưa? Các kẽm chất đúng không? Sắt với đồng thì thằng nào đó là anốt, sắt sắt với kẽm là anốt, à kẽm thằng nào có tính cử mạnh hơn đồng hay cho anốt, đồng với kẽm thì thằng nào có vai trò anốt kẽm. Kim loại với phi kim mình nghe học nhiều nhất là sắt với carbon. Rồi kim loại phi kim nào là tính khử mạnh hơn? Kim loại hay là phi kim? À, kim loại tính khử mạnh hơn phi kim thôi. Đặc trưng của kim loại là tính khử. Đấy chưa? Vậy lúc này sắt có vai trò nào không? Đấy chưa? Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Tiếp xúc trực hoặc gián tiếp với nhau. Tiếp xúc trực và gián tiếp với nhau. Trong môi trường, trong môi trường chất địa lý, trong môi trường chất địa lý, trong môi trường chất. Được chưa?
Thế còn có nghĩa là để ăn mòn điểm hóa này xảy ra thỏa mãn cả ba điều kiện này, còn thiếu một trong ba điều kiện này thì nó chuyển thành các món. Wow, được chưa? Thế thì như em biết thì cái số lượng mà kim loại được điều chế ra một năm trên thế giới rất là nhiều, ngày ngày công nghiệp công kim. Thế như với việc là ăn mòn kim loại thì ăn mòn chiếm từ tận đến 3% khối lượng kim loại tạo ra rất là lớn. Thế nên là luôn luôn chúng ta phải nghĩ đến công tác là bảo vệ cái hàng kim loại này khỏi ăn mòn. Thế bây giờ chúng ta sẽ có là bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn bảo vệ như thế nào, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ có là ba mã là các phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn. Thế bây giờ phải hỏi là tại sao mình đi bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn? Tại vì kim loại khi bị ăn mòn đấy thì nó là đi từ cái phần kim loại này biến thành ca-chiêu kim loại này. Kim loại thì có một số đặc tính cơ học quý, ánh kim, cứng, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đúng không? Nhưng khi nó chuyển đến ca-chiêu kim loại thì không có ánh kim nữa, đúng chưa? Nước mưa rơi vào nó trụi đi. Em nhìn thấy cái sắt chúng ta bị ăn mòn chưa? Từ trắng bóng, đúng không? Chuyển thành đen xì, sù xì, đúng chưa? Nên dẫn đến là cái việc mà làm đi mất đi một số đặc tính cơ học quý. Thế chính vì vậy phải đi bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn. Thì bảo vệ thì đầu tiên thì có phương pháp đầu tiên là phương pháp bảo vệ bề mặt. Bảo vệ bề mặt đơn giản, phủ lên trên bề mặt đấy, nguyên tắc là ngăn cách anh kim loại đấy, ngăn cách anh kim loại đấy với môi trường, ngăn cách kim loại với môi trường tiếp xúc. Thế mình chỉ cần có ngăn cách thôi là mình biết rồi, đúng chưa? Vậy là bây giờ mình đi sử dụng những cái gì? Sơn, phủ sơn, đúng chưa? Bôi dầu, bôi lim, ngăn cách hết phần trơn. Thứ hai là phương pháp anodizing. Các em có để ý tất cả các cái tàu chở container xuyên đại tây dương, xuyên thái bình dương, tố nhất đít tàu hay là ở bên dưới đáy tàu có màu gì? Em đi rất nhiều Titanic, anh bạn nâu đỏ chính ra. Tại sao lại là màu đỏ mà tại sao không phải là màu khác? Tao dần dần lại câu hỏi đấy chứ, đi biển là gì? Tại sao luôn luôn là màu nâu đỏ? Bởi vì trong lòng nâu đỏ đây có một chút đồng vậy sắt ba, thì cái thằng đồng cái nhớ là đồng yêu đồng đồng, được chưa? Nó ngăn cho việc lưu tiếp nó vào và phát triển, nó ngăn cản cái tốc độ đi của nó, được chưa? Cái thứ hai là cái thằng màu đấy thì là đại dương thì màu gì? Nước biển à, lại xanh thì nó sẽ giúp phản chiếu cái nước biển lên để mà ta nhìn thấy rõ cái đáy đồng khi người ta di chuyển, được chưa? Thế còn một cái nữa là khi phủ cái sơn đấy tiềm ra bảo vệ bề mặt thép, ngăn cách thép tiếp xúc với nước biển, đấy chứ. Thế nhưng mà nó đi một quãng đường dài là đẵng đấy thì không thể tránh khỏi cái việc mà ma sát giữa nước biển với lại vỏ tàu, dẫn đến sơn bị xước, đúng không? Thế sơn bị xước, thế lúc đấy thì bỏ vào bách rồi xước sơn tàu. Bây giờ mày mà không lấy đi, mày mà không xuống mày sơn lại tàu đi, thì đây một thằng cực âm, một thằng cực dương, hét luôn nào lúc nào có carbon, đúng chưa? Thế là đã tiếp xúc trực tiếp lại trong môi trường với chất điện ly là nước biển cực kỳ mạnh. Thế là ngày hôm nay còn cái tàu, ngày mai thì còn một tháng sau thì còn nhìn thấy tăng dư cái tàu không, hai tháng sau thì còn nửa cái tàu, đúng chưa? Giống kiểu Titanic, được chưa? Đấy, cả cái tàu to phạc bây giờ chỉ còn trong toàn có mấy mảnh sắt vụn. Thế vậy bây giờ cho thầy hỏi, bây giờ thầy bảo bách ơi, em lặn xuống dưới biển xong em quét lại sơn đi, bách xuống cờ. Thầy đang ở giữa chỗ khu vực mà chỗ đây là rất nhiều cá mập, vừa đến chỗ cá mập tại sao thì em bị xước sơn, bách có nhảy xuống sơn đâu? Giả sử là thầy chế tạo một loại sơn rồi em quét nó ra nó khô luôn trong môi trường nước, em có xuống không? Không đúng không? Đấy là mình một loại trừ.
trừ các khả năng là tàu nó đang đi xong tự nhiên nó đè thằng bạch thằng bạch thì alpha của nó kỳ đúng không? Vậy là cái việc của mình tàu đang di chuyển đấy, mình xuống mình sơn lại là không thể đâu. Tức là mình có cách nào đấy là lúc này của tôi là bắt sử dụng một kim loại có tính khử mạnh hơn, mạnh hơn kim loại cần bảo vệ. Chú ý là tính khử mạnh hơn nhưng nó phải làm sao nữa, rẻ hơn chứ nó mà đắt hơn thì nhục đúng không, mà hoạt đơn rẻ hơn gắn trực tiếp vào cái đó. Ví dụ bây giờ nha, sắt cái bò đúng không, xước hờ đúng không, gắn thằng kém, cái lúc này thằng nào ấm hơn, à, thằng kém ấm hơn, kém là đúng không, cá to là cá tốt, vậy thằng nào suy ăn bò. Thế thì đơn giản nhất lúc đấy đi di chuyển hàng các chuyên hải trình sang, thầy chỉ việc làm một công việc đơn giản là thầy lấy mấy cái miếng kẽm thì gắn vào cái vỏ tàu biển đấy, nó đi bao giờ kẽm nó mòn nhấc ra xong lại gắn cái miếng kẽm khác vào, thế là không phải sự nguy hiểm của nó phải bị các bạn chuẩn đúng không, hiểu chưa? Thế là phương pháp an ổn thì xịn thế nhá. Bây giờ mình vào cho mình cái tổ hợp mở sách đề cha đúng đấy. Này có không? 1, 3, 5. Có 7 sai anh đề nhé. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Chắc có lẽ ạ? Có không ạ? Mới là bắt.